Xin chào các bạn, đây là những thanh tre đã được tôi vót hoàn thiện trong video lần trước. Nếu muốn tham khảo qua video về cách vót tre, bạn có thể thấy thẻ được gắn phía trên ở bên góc phải màn hình. Để buộc thành khung chiều sáo 1m80, đầu tiên tôi sẽ lấy thanh cái ra và xoay mặt ruột tre lên trên, sau đó sử dụng thước đo cuộn, ta sẽ vẽ thành 4 khoảng dấu ở thanh theo như cách mà bạn đang thấy. Và tại vị trí từng dấu đã được tôi vẽ các ký tự số trông như vậy. Tiếp theo, tôi cắt lấy một đoạn dây dù trắng 1 ly rồi xếp một đầu dây này vào tới gần dấu số 1 ở thanh cái, nhỏ keo để giữ lại và quấn vòng qua thanh cho đến khi chạm tới dấu. Rồi lấy điểm giữa tâm bên mặt có vỏ tre của một thanh cánh, ta xếp vào tới dấu này và tiếp tục thao tác dây qua hai thanh theo cách mà bạn đang thấy. Tiếp tục lặp lại như thế khoảng 7 lần. Đến đây, tôi sẽ vòng dây qua giữa hai thanh 7 vòng và dùng lực siết mạnh để khoảng dây ở giữa bóp lại, giữa hai thanh được tương đối chắc chắn, rồi tiếp tục quấn dây qua thanh cái vài vòng. Ta sẽ nhỏ keo và cắt bỏ dây thừa đi. Nếu khi buộc xong, khoảng giao nhau của hình chữ thập đã tạo thành một góc vuông như vậy, thì tôi sẽ nhỏ keo vào toàn bộ phần dây buộc giúp nó được cố định, rồi tiếp tục đi xuống dấu số 2. Tôi cũng sẽ buộc thanh cánh tiếp theo giống tương tự như thanh trên và tạm thời chưa nhỏ keo kín dây, vì thông thường bề mặt của thanh sau khi buộc xong sẽ chưa được thẳng với thanh trước. Ta cần phải điều chỉnh lại sao cho bề mặt của thanh được thẳng song song với thanh trước như vậy, và cả khoảng rộng của hai thanh cũng cần đều bằng nhau, rồi mới nhỏ keo kín dây giúp nó được cố định. Sau đó, ta sẽ lấy dấu tâm của thanh đuôi xếp vào tới dấu số 3 ở thanh cái và buộc cố định theo cách đã buộc được ở thanh cánh. Tiếp theo, từ phía đầu ngoài của một bên nửa cánh, ta sẽ khép hai thanh vào nhau và sử dụng đoạn dây dù 1 ly quấn qua hai thanh vài vòng dây. Đến đây, ta vòng dây qua giữa sợi dây nối liền hai thanh, siết mạnh tay và nhỏ keo vào kín dây, rồi cắt phần dây thừa đi để được một mối buộc chắc chắn, và qua bên phía ngoài của nửa cánh đối diện buộc tương tự như vậy. Sau đó, tôi sẽ xoay khung diều qua rồi vẽ thành dấu ngay giữa tâm bụng cánh ở thanh cái và cắt lấy sợi dây dài hơn chiều dài của cánh một đoạn. Tiếp đến, buộc một đầu dây vào phía bên ngoài của một đầu cánh, rồi đưa dây về tới dấu vừa vẽ, vòng dây qua thanh cái. Tôi sẽ kéo căng dây như cách mà bạn đang thấy, để đầu cánh phía ngoài được cong hướng lên trên, rồi buộc cố định dây ở giữa bụng cánh để có được kích thước từ thanh cái ra đầu ngoài như vậy khi cánh cong. Rồi tiếp tục đưa dây từ tâm này qua tới đầu cánh ở nửa phía bên, kéo cong cánh lên và buộc lại để chiều cong nửa cánh bên này cũng bằng kích thước với bên nửa cánh trước đó. Thông thường khi kéo cánh xong như vậy thì hai bên nửa cánh sẽ chưa được đều bằng nhau, nên tôi sẽ cần đo từ giữa tâm cánh qua các thanh ở hai bên 30cm. Rồi sử dụng sợi dây dù, ta sẽ buộc một đầu dây vào dấu ở một thanh cánh trên và đưa dây qua tới dấu đối xứng ở thanh cánh dưới, rồi vòng dây qua. Ta có thể kéo căng dây để hai thanh được bóp lại, điều chỉnh một kích thước mà ta muốn, rồi mới thắt dây cố định và qua được cánh ở bên. Ta cũng sẽ buộc dây qua dấu ở hai thanh để có được một kích thước giống như đã làm được bên trước đó. Giờ nhìn hai bên nửa cánh đã được đều bằng nhau. Nếu muốn giằng thêm dây thì ta cũng có thể đo từ tâm cánh qua hai bên thành từng khoảng 12cm hướng ra ngoài đầu cánh, rồi buộc thêm dây giằng qua tất cả các vị trí đã vẽ dấu và nhỏ thêm keo cố định tất cả điểm giao nhau, tạo ra một cánh diều nhìn khá đẹp mắt như vậy. Đến đây, ta xoay khung diều qua và đi xuống phần đuôi. Tôi cắt một đoạn dây dù rồi buộc vào hai đầu ngoài của thanh đuôi, sao cho dây này vừa đủ căng thẳng theo chiều dài của thanh đuôi, và cầm tay vào giữa tâm của sợi dây, ta kéo xuống tới dấu số 4 ở thanh cái, rồi buộc cố định sợi dây này ở đó để hoàn thành xong một khung diều sáo đuôi cá 1m80, nhìn rất đẹp mắt như thế. Việc còn lại là may vào diều một miếng vải mỏng, gắn thêm bộ sáo, rồi buộc thêm dây lèo và rủ thêm bạn cùng đi thả diều thôi. Mặc dù không đúng hướng gió và cô bạn gái tung diều chưa được tốt lắm, nhưng nó vẫn có khả năng lấy lại cân bằng rất nhanh để lao vút lên. Tuy nhiên, gió trên dường như là không có, làm diều tụt nhanh và không thể đỗ được. Nên tôi đành cỡ sáo ra cho nhẹ, rồi chờ một thời gian cho đến khi có một luồng gió đều thổi qua sẽ bắt đầu thả lại.
Bạn thấy với cách vót ke tỉ mỉ và buộc không diều sáo như thế thì chỉ cần gió thật đều, việc thả lên hay kéo xuống một mình cũng khá dễ dàng. Giờ thì tôi sẽ thoải mái thả thêm dây thật dài ra cho diều được bay lên cao hơn, rồi cùng với cô bạn chơi đùa thật vui với một con diều rất hiền như thế.